Anh em mình xin chào các bạn ha. Sáng rồi các bạn ơi, mình đi thăm câu các bạn ơi. Sáng có gì này. Sáng hôm nay trồng cho có cá lớn lớn rồi này kia. Có trên này có một tầng rồi. Thì mới vô phần đầu làm chị sao? Mới nói chưa từng ra cá lôi gì vậy? Mới vô phần đầu làm chị. Rồi xong. Đổ một cái từng. Đổ cái câu rồi. Đây nè, bây giờ cái gì? Nhớ ở đây nè. Rồi đi đi, từng câu quả lên. Mở hàng cái này im à. Cái này có cát không? Cát nhà. Mở hàng chỗ này đi ra chợ mua cá luôn, ăn về ăn luôn á. Cá một tình quá. Mở thấy cũng dây nằm trên này đó. Sáng mấy anh em đi hay sớm nha. Sáng mở hàng một tuần thì mắc, còn tuần thì dính lên cây thì ngon à. Cái này gặp cá ba sa đi ngang phải kêu lại anh hai à. Kêu lại mấy cá, kêu lại mấy con cá. Vô cái hàng thì nó kêu. Anh em đi hơi sớm các bạn ơi. Quá trời rồi. Lên, lên lục bình ngồi chứ. Ở này sao lục bình dữ vậy? Nhiệt bây giờ, nhiệt bây giờ. Nhiệt nhiều không? Nhiệt bây giờ, nhiệt. Nhiệt cái này chứ không cá gô nữa quá. Nhẹ nhẹ hiểu rồi. Nhiệt nhiệt rồi, nhiệt nhiệt đi. Đó, ổn rồi. Nhưng mà bác mẹ thấy tình hình không ổn rồi. Cứ tối ngày cái gô, tối gô, sáng gô nó nổi ơi. Gô có mất gì đâu. Đâu với một con còn cá lóc một rồi. Đâu. Như 4-5 cái chê vậy phải không? Lốt, lốt. Lúc làm chè không vô ha. Làm chè không vô. Chê vô. Chê vô. Vô chê. Rồi từ này lên trên cây nổi đồng tiền nằm luôn. Rồi xe cốc thì không dây luôn nè xong ơi. Ừ. Dục. Quá trời lực bình. Càng không dây nè. Trời ơi. Con dây mà nó cốc cỡ này luôn nè. Con gì hết đâu. Nó tiết cường. Sẽ dữ ra. Cái này cái bự không phải cái nhỏ luôn nha. Sẽ dữ.
cá mà còn dây cọc kèn thôi. Đường dê cũng đâu có gì, cá lóc gì vậy. Đúng. Đầu cống, nghe đầu cống. Ôi, cái rô nữa. Ôi, cái rô hả? Đúng thấy giật chứ không ta? Đây dần. Không thấy nhấn nhít gì chứ hả? Chế in liền. Ta sẽ bất ngờ đi nè. Nghe ta sẽ bất ngờ. Cá bự bự đồ. Dê rồi. Chỗ này như quá dê nhiều. Đi trong cái bọn cây này yêu quá. Ok. Có gì không sao? Con à. Đây. Rồi, lượm rồi, lượm rồi. Rồi, không thấy giật gì đâu lượm. Lượm. Lượm mà. Dưới cây dưới kìa. Thấy gừng rồi. Chê luôn. Ô, lấy dùng gân rồi. Cái này bự, cái này tối nay im đó. Lấy dùng gân này nó có bự. Lấy dùng gân rồi, lá không dính gì nào, không. Dính như cây quá. Dùng gân rồi. Bây giờ cũng dính lại gai anh hai ơi. Một bộn nữa nha. Rồi, dính lại gai gì là có lý. Có lý hơn tối ạ. Không mà tối nhiều chứ bộ. Tối nhiều. Tối dính mười mấy con. Tối mà tính cái tính ra mà cá mà bự là nhiều lắm luôn. Mấy kilo. Giờ cá không có bự, đồ cá bự nữa đâu ra không. Rồi dính cái rô chạy lên lớp luôn nè. Cái rô nè. Cái này thôi. Tôi biết cái gì, tôi biết cái gì. Ô trời ơi. Thấy chạy lên lớp quá gàng. Rô đâu à. Nước lử. Ăn quá ăn mà mồi bén quá nuốt tới cổng luôn. Sáng này được à? Thẳng được rồi. Hả? Làm hết hồn để dính nữa rồi. Nó máng gì thì dính đó, dính lục bình. Làm hết hồn. Máng gì lục bình thẳng tưng. Sáng làm bộ được, cũng hơi được á. Cần này nó mấy người chơi luôn rồi. Đâu nó có cái chất dầu cho người. Ơi mới nói em bị Covid quay quay ra anh bị cái gì đấy chắc theo mày quá em mình đi chung xuồng có gạn. Ồ dính rồi em đừng thấy gì đâu được cây chê cái vàng vàng luôn hả vàng như đã ta vàng em sướng à vô em. Cái chai vàng là im à. Yeah. Đúng cái chai vàng luôn ha. Thì cá đồng, cái chai vàng mình là phải dĩ thôi. Nó đâu bự đâu. Rồi. Không kịp bự nữa, nó bị bắt nó tiêu rồi. Điểm hôm đâu có cái chai vàng rồi đâu. Nhau được 4 cái chai trắng. Đó nè. À. Rồi luôn. Lo đâu có chuyện đó gì hết. Lo nói chuyện rồi giờ ngoài không dầm câu luôn. Ờ, lục bình. Có gì mà. Dính cây lục bình.
chứ. Dính hay gì vậy kìa nè. Nữa hả? Dính hay vậy, dính dịch nè. Rồi, lụm. Đó, thấy không? Có gạt hay dịch 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 dịch. Cái đó mới dịch dịch đó. Hồi nãy thấy em rô rồi. Cá rô. Dịch mẹ hiệu thì cái cá rô rồi. Vậy là không, lúc cần thì chơi mà. Dính cá rô cái chè không, không đã rồi, dính cá lóc nè. Cá lóc liệt, liệt xuống đá rồi đó kìa. Mình cắm hai bên nha các bạn, tối thăm cũng hai bên. Ở bên đây nó có cây nhiều hơn. Có con dây, con dây mà thấy nữa thì thôi à. Dính cái cắm này mà ta cắm dây quỳnh đi dài vậy cá lôi nữa gì rồi, dính cắm trứng nữa rồi. Rồi cái chê nè, chê dính câu chết gì ta. Ủa thì câu cắm em chạy tìm cây nè. Rồi mắc một cây nữa các bạn ơi. Không hàng nãy giờ không có đủ vốn chơi chứ thấy lên mắc hai cần rồi đó nha. Cầu mới hai chưa như thế này rồi. Thế nào tin dây kìa. Cây hay là đa số dưới đó là thấy cây cao cái cũng được nhé. Sáng này nước lớn hơn là tối rồi mà cá cũng bự hơn hả, sáng còn lớn rồi chất keo luôn. Rồi. Chưa chưa. Còn dính cây mà. Ở máng vừa cây quá không dịch. Cái con binh. Cái rô nữa. Thả cô tép rồi còn, thả cô tép rồi còn cái rô hơn dài dài. Mùa bén quá mà. Càng đáng mệt không dính là càng này thẳng tưng cái này cho dính. Làm gì đâu. Làm gì thế nào? Cá rô. Cá rô làm cũng giật mình. Nó dướng như cây nè. Cá rô làm cũng giật mình đó này thiệt tình. Tính thò tay cho lấy. Dễ lên thế nào? Để nó ma nhát cái gì? Nó ma nhát. Thời gian này ban ngày không có thò ma đâu nghe. Sáng rồi. Sáng rồi. Đêm rồi. Ngày không sợ đâu. Lên được bình chơi luôn. Sáng thật lớn dữ cả. Con nhập hết trơn. Lớn gì mà cá treo bự quá à. Cá rô cũng cá rô. Cá rô nó khá quá, cái này cá rô nhiều. Phải mồi trùng là nước lớn này là thuộc cái chè bự rồi. Hồi này dính cái vô. Đừng nói cái nghĩ quá. Nghĩ cái vụ kinh doanh này đi. Dính cái vô không à. Dính nhiều thì cũng cái vô. Dính nhiều dính mới ham. Rồi kìa kìa dính cái vô nó gì kìa. Nó nữa rồi. Nó nữa chứ đâu. Tại bự rồi, cái vô bự rồi. Ồ. Chừng nào vậy là chừng nào mình muốn ăn cá rô là mình đi đặt một tép.
Lấy té đi cắm câu cá rô. Rô kìa, êm nè. Cái bây giờ không nhiều cá rô à. Nhiều quá. Đấy, 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 không phải cá. Giờ mất giờ con dây nó câu trời. Câu hả? Từ từ câu ý. Dính. Sáng này sư phụ cũng chưa vô nữa các bạn ơi. Biết tới chưa chưa sư phụ có vô không? Cái vô này có về mà kho kho đấy. Rồi, ngủ luôn. Ngủ luôn. Cái vô này về kho tiêu ăn cơm á. Cái trời vàng được 2 3 con, 4 5 con ha. Ừ. Vàng có canh phai ngọt thì cái vô kho tiêu cái nữa thì thôi. Cắt luôn. Đền xuống thả luôn. Nấu ra rồi bưng xuống đất để đó hả? Bưng xuống xong thả, có ai vớt. Nhớ lên rừng. Ừ, nhớ nó không? Có không ta? Đây là quá đây ta. Cá luôn. Hả? Dạ không thấy. Thích luôn. Bây giờ cũng nhiều nhiều câu rồi đó. Hơn nửa câu rồi đó. 2 phần 3 câu rồi. 1, 2 3 4 11 con rồi không? Gì 1 2 3 4 mà tới 11 con chưa? 11 con. Đếm dữ luôn nha. Đúng rồi chưa? 1 2 3 4 mà tới 11 con á. Ba cái chê. Tám cái vô. Con này nó quắn con tre luôn ha. Quắn gì đây luôn nè. Cái này là cá dính thiệt luôn á. Nó quắn nè. Nó còn sể. Sể hả? Rồi nó quắn vòng qua bụi tre luôn nè. Nãy giờ sảy nhiều lắm. Sảy rồi có đèn con dây luôn. Rồi nó quắn vô cây. Gói làm sao luôn. Quấn đủ tiền luôn nè. Quấn cỡ đó là giải kìa, không biết sao được. Ê, 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 nhịp. Nhịp, nhịp, nhịp. Anh nhịp kìa. Đó. Nhịp nè, nhịp nè. Sao 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 nghĩ nhịp vậy? Không đúng rồi. À còn nhịp lúc. Nhịp lúc lúc cái này bự à. Cái nhịp mạnh á. Chê cho bá luôn. Vô. Ôi ơi ơi. Khoảng nãy giờ. Mới lấy được cái nhịp bự. Nãy giờ ít dây 3-4 cái chai bự hồi này. Nãy giờ dính được con mừng quá. Hồi này làm như cái chai bự cũng không được bén. Con em đây dai. Chai bự là im. Bây giờ cũng mấy cái chơi vậy á. 4 cái chơi rồi. Vô thì khỏi đi, khỏi nói tới à. Từ vô, khỏi nói tới. Trời ơi.
ra luôn rồi. Còn năm mấy cân, chục cân nữa chắc hết rồi. Sao? Đã năm mấy cân. Không nào. Chục cân nữa. Cái này cân nữa. Chơi gì rồi? Đi, dính. Cá dính rồi mày la, cá dính thấy mày. Thấy nhiệt ngoài cái đâu. Thấy nó lên một mình ngồi chơi rõ ràng mà. Sáng dính nè. Sáng thì dính cũng đâu có thua đêm hôm đâu mà thua, chắc thua có chê. Có chê mình cũng mấy con ở bộ. Tối mình tối mình dính có bên 5 con cái gì à? 5 hay 6. Đó, nhớ dính 5 con rồi. Dạ. Yeah. Này 4 con, 4 hay 5 gì đó chứ không được 15. 5 con, 5 cái dê. Một đống cái lô. Cái sáng này chắc cũng ngang ngửa cái lô nha mà nãy giờ. Cái lóc con nãy giờ nó có cái lóc hả? Hồi tối được con cái lóc à. Bự hết biết luôn. Sáng là nước ngập lên tử có cây vậy. Giờ không bọng luôn, không dính luôn. Kêu gì kêu điện biệt kêu nước lớn gồng ủa chứ nó có một câu ta vô nữa cụ lục bình đúng không ơi? Ủa, rồi thấy dính cụ lục bình nữa kìa. Cụ vô này sâu luôn rớt mấy cằn nó hết rồi 4-5 cằn nữa cằn 3-5 cằn nữa. Ôi sáng này cũng đâu chua tối đâu, dính cái bự hơn là tối. Thua tối thua cá lóc á. Nguyên con cá lóc nữa. Cái gì đây? Nè nó dính một bình đi mà. Sáng này hơn nha. Hơn tối hơn, ừ. Biết anh hơn vô. Nè gì hơn cá bự luôn. Hơn cá chữ vàng. Tối không có con cá chữ vàng nữa. Bù lại thua cá lóc. Sáng là được con chữ vàng. Nói chuyện gì cuối câu nữa. Đó, có cái gì đây? Cái gồ nổ nè. Nó dịch nhẹ hiệu lên, như chân bụng rồi. Mò tét này không ổn rồi các bạn ơi. Cái gồ. Mình nãy nói rồi, nói chừng nào mà có thèm. Thèm cái gồ là đi đặt là tét. Cái tét gì đặt cái gồ. Có da móc xong cái gồ. Còn như 2 tuần nữa vậy đó. 2-3 tuần nữa. Nói chỗ đắm bình chứ. Trước tuần nữa hết rồi. Còn tuần nữa. Đây. Đây anh nhé chứ mấy con. Dậm. Cũng hết thay đường luôn. Được bệnh nó khuất. Nhưng mà nó khuất. Trời ơi. Gì ạ? Chú quắn nội. Đẩy. Quắn lên hả? Như nè. Ờ quắn. Đóng gì đó.
quá trời. Nước lớn rồi, nước lớn lắm rồi. Bình phim ban đêm có vỏ chạy nhiều, vỏ nó đi soi đêm á. Dạ lắm. Hết chưa Tăng? Coi cái này như cường này anh nhớ cường cuối luôn. Anh cũng nhớ vậy đó, như cường cường cuối vậy đó. À, hết câu luôn rồi các bạn ơi. Hết câu luôn rồi. Mới gắn bọn con cường ngắm thôi. Rồi xong. Hết câu luôn. Bây giờ không có một con cá lóc nào luôn. Không có một con cá lóc nào hết. 2 4 6 8 10 11 kg. 4 cá chê. 3 trắng 1 vàng. Rồi. Vậy thôi. Đây, em đi ra sao chạy. Ra sao chạy lên. Rồi, mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Thành quả buổi sáng được nhiêu nữa các bạn. 4 con cá chê. Và một đống cá rô luôn, không biết mấy con luôn. Như là 11 con cá rô hay gì. Sáng được 2 cá chê bự nha các bạn. Đừng con cá chê vàng nữa. Cá tối anh hai. Tối chết tùm lum hết trơn các bạn ơi. Rồng tới sáng mới chết rồi, rồi bỏ tủ lạnh mớ nữa. Trời ơi, cá lóc chết ngắt luôn rồi. Rồng mà tối chết quá trời chết bạn ơi. Còn bỏ tủ lạnh mấy con nữa. Thành quả 2 buổi văn câu cắm câu của mình các bạn. Được cũng khá khá các bạn ơi. Cá này chắc sáng mấy anh em nấu cơm ăn các bạn. Cá rô này chắc kho tộ. Cá rô kho tộ á. Vậy thôi. Video của mình tới đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Chào các bạn. Hẹn các bạn lại trong những video tiếp theo nha. Sáng này chắc không có làm sương sương nữa các bạn ơi. Tại còn đi làm nữa các bạn. Nên mấy anh em chắc mà làm cá ăn cơm các bạn ơi. Hẹn lại tiếp theo. Chào các bạn nha. Thank you.